Sáng nay ngày 8 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo nhà nước, các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm, ngành giao thông vận tải, chủ trì phiên họp thứ 13 của ban chỉ đạo. Báo cáo do ban chỉ đạo, Chủ tịch Quỹ ban dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cho biết, các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Tỉnh cũng đã cung ứng trên 4 triệu mét khối cát cho các công trình dự án của Trung ương. Phần còn lại sẽ tiếp tục thực hiện từ nay đến cuối năm. Về tuyến cao tốc cao lãnh An hưởng, dự án thành phần 1 đạt tỷ lệ giải ngân vốn gần 86%. Dự án thành phần 2 hiện có khoảng 200 hộ dân đã thống nhất bàn giao mặt bằng, còn khoảng 20 hộ dân với khoảng 2 hectare đất chưa bàn giao do dưới một số nguyên nhân về thủ tục thừa kế, đo đạt diện tích, chủ hộ đi làm ăn xa, nhân dân. Tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ để sớm bàn giao cho tỉnh Tiền Giang triển khai dự án, ông Phạm Thiện Nghĩa cho hay. Qua rà soát danh mục các công trình hoàn thành trong năm 2025, không có tên công trình của Đồng Tháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị ban chỉ đạo bổ sung để tỉnh đặt quyết tâm cao hoàn thành trong năm tới. Chiều nay, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025. Tiếp tục có chuyến khảo sát kết quả thực hiện tại huyện Tam Nông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Phước Thiện, trưởng đoàn khảo sát. Theo báo cáo của huyện Tam Nông, đến nay tỷ lệ lao động khu vực nông nghiệp chiếm hơn 46% trong tổng số lao động toàn huyện, trong đó tỷ lệ lao động được đào tạo chiếm 1,4%. Diện tích được cấp giấy chứng nhận sản xuất lúa an toàn khoảng 4.000 ha trên 1.289 hộ. 107 dùng trồng được cấp mã số với diện tích 27.387 ha. 11 trên 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến cuối năm 2023, số hộ nghèo của huyện còn 495 hộ, chiếm tỷ lệ 1,74%, giảm được 1,07%, dược chỉ tiêu giao 1%. Trước đó, đoàn công tác đã đến khảo sát mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, hiện đại và phát thải thấp tại ấp Long An A, xã Phú Thành A và khảo sát kết quả thực hiện dự án giảm nghèo, phát quy hiệu quả tại ấp Long Phú, xã Phú Thọ trong đó mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn hiện đại và phát thải thấp được Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tam Nông thực hiện được 3 vụ lúa. Từ quy mô 20 hecta trên 8 hộ tham gia ban đầu, đến nay mô hình đã tăng lên hơn 80 hecta trên 23 hộ dân tham gia. Mô hình được triển khai trồng lúa theo hướng hữu cơ, kết hợp nuôi dịch thả cá vào mùa nước nổi. <laughs> Tiếp nối những thành công của 4 mùa game show tài tử miệt dường, phiên bản Sông Ca đã tổ chức năm 2024. Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tổ chức sân chơi này. Chương trình nhằm tạo điều kiện để những giọng ca không chuyên được tỏa sáng niềm đam mê, góp phần giữ gìn và phát huy nghệ thuật đơn ca tài tử. Thời gian tuyển sinh chương trình năm nay bắt đầu từ ngày 31 tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2024. Đây cũng là năm thứ hai chương trình được tổ chức theo hình thức song ca. Giới độ khó cao hơn, các thí sinh cũng đòi hỏi có thêm nhiều kỹ năng để kết hợp với nhau trong cả ca và diễn. Các cặp thí sinh có thể đăng ký trực tiếp tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp, địa chỉ số 16 Trần Phú, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Thí sinh vui lòng mang theo hai ảnh 46. Trường hợp thí sinh ở xa có thể ghi danh qua số hotline của chương trình là 02773 854 364 hoặc 02778 519 200. Bộ Thông tin và Truyền thông đã có chủ trương về tắt sóng 2G nhằm tối ưu việc quy hoạch tần số, hạ tầng mạng lưới diễn thông, chi phí vận hành nhằm đáp ứng với yêu cầu của chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Viettel theo hoàn toàn ủng hộ chủ trương tắt sóng 2G theo quy định. Do đó, ngay từ đầu năm 2024, Diệt theo Đồng tháp bổ sung thêm 100 trạm 4G đảm bảo dùng phủ 4G tương đương 2G. Việc theo chủ động truyền thông trên tất cả kênh mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng chính thống của chính quyền địa phương, thực hiện nhắn tin, cuộc gọi tự động đến các thuê bao sử dụng thiết bị 2G. Từ đó khách hàng có thể chủ động sắp xếp thời gian chuyển đổi thiết bị 4G hợp lý, không bị ùn ứ trên tất cả hệ thống kênh. Hỏi: Hạ tầng thông tin và truyền thông có phương án phát triển ra sao? Trả lời: phát triển hạ tầng công nghệ thông tin hạ tầng số mạng kết nối dạng vật phục vụ chuyển đổi số toàn diện xây dựng chính quyền số kinh tế số xã hội số tập trung xây dựng hoàn thiện trung tâm chuyển đổi số trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh ưu tiên chuyển đổi số các lĩnh vực giáo dục y tế thương mại điện tử nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất công nghiệp quản lý tài nguyên môi trường giao thông và logistics phát triển mạng lưới hạ tầng diễn thông đảm bảo quốc phòng an ninh an ninh thông tin an toàn mạng lưới, trong đó tập trung phát triển hạ tầng mạng băng rộng, ngầm quá mạng cáp, cải tạo mạng truyền dẫn, tăng cường sử dụng hạ tầng dùng chung, đảm bảo an toàn hiệu quả. Phát triển hạ tầng bưu chính đồng bộ hiện đại, chuyển dịch từ bưu chính truyền thống sang bưu chính số. Phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia.